mỗi năm đều đặn trích lợi nhuận 5-7% từ công việc kinh doanh thủy hải sản khai thác tự nhiên tại vườn quốc gia Xuân Thủy để quay trở lại phục hồi tái sinh những khu rừng ngập mặn. Đặc biệt là những sản phẩm khai thác tự nhiên từ rừng ngập mặn cũng được bao tiêu hết, tạo sinh kế để ổn định cuộc sống từ rừng chính là cách để các tổ chức cùng với chính quyền địa phương thuyết phục hiệu quả những người dân giữ rừng tự nhiên tại các khu rừng ngập mặn, đặc biệt là ở huyện Giao Thủy, Nam Định. Khu đầm tự nhiên rộng 7,5 hectare này là của gia đình anh Ngô Văn Nam. Cách đây hơn 3 năm, khi trở về quê hương, chị Doãn Thị Thoa đã kết hợp với anh Nam khai thác thủy hải sản tự nhiên từ khu đầm này để phục vụ cho việc kinh doanh. Hiện chị Thoa cũng liên kết với khoảng 200 hộ dân có đầm tự nhiên như thế này, thu mua thủy hải sản đánh bắt được ở đây với giá trị cao hơn từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg. Từ ngày có đầu ra cho sản phẩm, giá trị thu mua cao hơn là động lực để những hộ như anh Nam thêm niềm tin giữ rừng. Đây là nơi gọi là nắm ăn kinh tế của hầu như là 90% dân số của xã là đều có như là bám biển, đấy khai thác thủy hải sản. Thì mình phải giữ đấy để nó duy trì được các loại con vật có sẵn ở trong môi trường tự nhiên. Từ ngày này kết hợp tác xã thì giá trị của sản phẩm tăng lên được 30-40%. Trở về quê hương với tôn chỉ mục đích nương tựa biển khơi, kinh doanh các mặt hàng được đánh bắt tự nhiên. Năm 2019, chị Thoa đứng lên thành lập hợp tác xã Khang Tường với 10 thành viên. Hiện tại, hợp tác xã Khang Tường đã giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn thông qua việc liên kết với các cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc. Điểm khác biệt ở hợp tác xã này là chỉ thu mua những sản phẩm được đánh bắt tự nhiên. Năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hợp tác xã vẫn đạt doanh thu 20 tỷ một năm, lợi nhuận từ 5-7%. Từ phần lợi nhuận này, năm nào chị Thoa cũng trích ra để ủng hộ cho việc trồng rừng ngập mặn. Thì khi mà tôi về thì tôi nghĩ là đây chính là quê hương tôi và tôi nương tựa vào mẹ và nương tựa vào thiên nhiên ở đây. Thì tôi sống thì mẹ tôi đã nhờ cái biển để sống thì tôi cũng vậy. Và tôi dựa vào thiên nhiên ấy thì nó đã được rất là nhiều cái khách hàng yêu thích và mỗi một năm lợi nhuận thì người ta khách hàng của tôi ấy, cũng là được trồng lại rừng bởi vì mua hải sản của tôi thì là cũng là một phần góp phần vào bảo vệ rừng và trồng rừng ngập mặn. Với mong muốn trồng rừng và giữ rừng một cách bền vững, cuối năm 2021, ý tưởng khởi nghiệp về một ngôi làng du lịch sinh thái ven biển đã được nhen nhóm trong chị Thoa. Khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022, ý tưởng của chị đã lọt vào vòng chung kết. Việc kết hợp trồng rừng với du lịch sinh thái cộng đồng vẫn đang tiếp tục được chị ấp ủ để lan tỏa nhiều hơn nữa về tầm quan trọng của rừng ngập mặn, đồng thời tạo ra sinh kế bền vững cho những nông dân bám rừng, bám biển, mưu sinh. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, thông tin mới đây từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, hai sản phẩm là cà phê, chanh leo của tỉnh đã vào được các thị trường khó tính như là Nhật Bản, EU. Điều này có được là nhờ nhiều năm qua, tỉnh đã chú trọng xây dựng, mở rộng những vùng nguyên liệu sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn được chứng nhận. Theo đó, một số sản phẩm như cà phê, chanh leo của tỉnh Gia Lai đã vào được các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU. Theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025, tỉnh sẽ tăng diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn được chứng nhận khoảng 5.000 ha một năm, nâng cao chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, hiện tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh ước đạt 557.700 ha, trong đó có 230.000 ha, tương đương với 41% diện tích, được sản xuất theo các tiêu chuẩn như là VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest, Alliance. Cùng với đó, hiện Gia Lai cũng đã được công nhận 55 mã vùng trồng các sản phẩm cây ăn trái đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch. Thưa quý vị, tại Đắk Lắk, nhiều nông dân trồng cau đang lao đao do giá cau tươi giảm mạnh, chỉ còn 15.000 đến 20.000 đồng một kg, tức là giảm 80 đến 85% so với thời điểm được giá cách đây khoảng 3 năm nhưng không dễ tiêu thụ. Theo nhiều nông dân Đắk Lắk phản ánh, giá cau tươi nay chỉ còn 15.000 đến 20.000 đồng một kg, nhưng bán cũng rất khó bởi ít người thu mua. Nhà vườn tự cắt trái rồi mang đi bán lại bị chê là cau già, không đạt chất lượng. Một số thương lái cho biết là hơn một tháng nay chỉ dám thu mua cau tươi với số lượng nhỏ bởi việc xuất bán đang gặp khó khăn do Trung Quốc ngừng nhập loại quả này. Trong khi đó, tại thời điểm giá cau tăng cao,
Cách đây 3 năm có thời điểm lên tới 100.000 đồng một kg. Nhiều nhà vườn đã vay ngân hàng để trồng cau, lắp đặt các hệ thống camera chống trộm. Với việc giá cau xuống thấp và khó tiêu thụ, nhiều nhà vườn chuyên trồng cau lo lắng là sẽ khó có khả năng trả nợ. Cùng theo đại diện Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cư Quyên, Đắk Lắk, cau không phải là cây trồng chính nên đã khuyến cáo người dân không nên trồng ồ ạt bởi giá loại cây này vẫn còn bấp bênh, đầu ra phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay biến động trái chiều ở cả 3 miền từ 1 tới 4.000 đồng 1 kg, giao động trong khoảng 55.000 đồng 1 kg đến 62.000 đồng 1 kg. Trong đó, Hà Nội, Long An hiện đang là hai địa phương có giá lợn cao nhất cả nước với 62.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi giao động trong khoảng 58 đến 62.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, Lào Cai và Hà Nội có giá thu mua 59.000 đồng 1 kg và 62.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình giảm 1 đến 2.000 đồng 1 kg. Hiện giao dịch trong khoảng 58 đến 59.000 đồng 1 kg. Phú Thọ và Bắc Giang đang giao dịch lợn hơi với giá 60.000 đồng 1 kg và 61.000 đồng 1 kg, tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sau khi giảm một giá, thương lái tại Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Trị đang thu mua lợn hơi trong khoảng 59 đến 60.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 3.000 đồng 1 kg, đưa giao dịch xuống còn 57.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay biến động trái chiều, giao dịch trong khoảng 55 đến 62.000 đồng 1 kg. Tại Vũng Tàu và Bạc Liêu đang giao dịch chung mức 55.000 đồng 1 kg, giảm 3 đến 4.000 đồng 1 kg. Ngược lại, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang cùng neo ở mức 58.000 đồng 1 kg, tăng 4 đến 5.000 đồng 1 kg. Tỉnh Long An hiện đang giao dịch lợn hơi với giá cao nhất khu vực 62.000 đồng 1 kg sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, làng chài An Hải thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mặc dù không phải là một địa danh được nhiều người biết đến, tuy nhiên với những người ưa thích khám phá hoặc là muốn tìm một cảm giác bình yên, tạm rời xa những ồn ào náo nhiệt của thành phố thì làng chài này thực sự là một tọa độ để ghé thăm. Vâng, An Hải là một địa danh, một làng chài đẹp nhất ở Phú Yên khi sở hữu một vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Khám phá Phú Yên mà bỏ qua làng chài này thì quả là một điều đáng tiếc. Và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi ngắm nhìn một vài những hình ảnh đẹp về làng chài này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.